Quỳnh, mày chơi hết mình luôn. Châu đầm cát. Châu đầm cát. Sao mày nằm lên cũng nhập đít rồi mày? Bẩn rồi. Hả bẩn rồi à? Đúng là thích rồi đấy. Đi đi mà bông sẽ phải nằm đi mà. Đúng rồi, mày chấn mất. Xin lỗi các bạn. Mình đặt túi xách ra bên ngoài giúp em nha, bởi vì khi chúng ta vận động á, nhiều khi nó sẽ rớt những cái tài sản cá nhân quý giá của mình. Đang chơi tìm quá, nóng quá trưởng luôn, nhuộm da luôn, tay nãy giờ ở ngoài đỏ tay rồi. Mặc dù bây giờ thì cái đội chơi chúng ta đứng ngay vị trí lá cờ của đội mình, một hàng dọc trước thẳng giúp ai được chất đường ạ. Rồi xin mời. Hôm nay chúng ta sẽ thấy là ba nhung vlog này. Và sau khi chơi team building thì chúng tôi lên đây để bơi. À đây này, bơi gà. Con bơi ra góc kia, con bơi quay lại. Con gà là con dê xuống hồ à? Dê đâu? Dê chỉ ngồi trên này thôi. Thế nào tí nó mấy một phát đang rất là gà, đang rất gà đấy. Tuấn ơi, kéo nó xuống. Kéo nó xuống. Không muốn đẻ nữa à? Nàng gạ mãi qua gạ quá không xuống. Gạ đấy, xuống rồi đấy. Linh về. Gạ quá không xuống rồi đấy, gạ đấy xuống rồi đang mòn men.
đang mon men đấy, xuống rồi. Đợi mãi cùng. Ôi anh ơi, bơi đây. Cuối cùng cũng xuống rồi. Mày chết là gì mà chết? Thôi, quả này khoai tây có em rồi, chết rồi. Khoai tây có em rồi. Ôi, Tú Linh giỏi thế. Đâu nhà đây này. Nó ngủ trong phần. Ngang đi tuần trăng mật. Rồi, này về khoai tây không có em này. Ồ, hơi phí. Khoai quả quả này nghỉ phát thôi chắc. Có khoai tây có em các phát chắc thôi. Nhưng thôi diễn chứ. Diễn. Chết rồi. Cưới rồi, khác lừa được rồi, khác nhẹ nhàng thật. Trước nó dìm xuống. Thằng Tuấn lại nó dìm đầu. Nó lại dám dìm, nó lại dìm. Tuấn lại ngồi xuống. Ngồi. Thế là lên được bờ rồi. Thôi cái cũng coi là mình đi xuống bể bơi rồi. Mình đi tắm biển, mình xuống bể bơi rồi. Ngấm được tí nước biển rồi. Trên nhau có toilet nhỉ? Đang dạy bơi, đang dạy nhau học bơi. Không biết là đứa nào dạy đứa nào bơi nhỉ? Quỳnh dạy anh Dương bơi, thằng Dương dạy Quỳnh bơi nhỉ? Quỳnh dạy Dương nha các bạn ạ. Quỳnh dạy Dương bơi rồi, ôi nhục chưa. Ui, lại còn phải đỡ đấy, ôi ngu học. Hay tưởng, ôi nhục ơi là nhục. Nhưng ơi tưởng dạy được em bơi, là em phải dạy lại. Quá nhục. Vân đang dạy bơi, quá nhục. Rồi. Ngoài đâu à? Kính nó hở. Không, kính không hở. Đeo không đúng. Được chưa? À, bao nhiêu? Trong kia mà không biết bơi. Dạ. Uống nước. Ừ, uống đi. Ôi, đau bụng đập đạp kìa. Ôi giời, ngu thế, bị chửi ngu thế rồi. Đau. Ngu thế. Không chơi rồi. Không biết bơi đâu. Giờ không biết bơi các bạn. Chống thêm không biết bơi. Sao rồi? Kính ấy. Đấy là bà kia bà lấy mất rồi. Nhàn đấy. Đôi ta để có thể nhà đi chơi. Rất nhàn đấy. Thảo thiết lên bờ hết rồi các bạn ạ. Đau tổ. Đang dạy cho bơi. Bây giờ là buổi tối thì chúng tôi di chuyển đi ăn các bạn ạ. Ấy giỏi ơi. Đúng trăng mật luôn. Đó, mẹ đang này đã quay video. Rất là tình cảm. Rồi. Và bây giờ chúng tôi đã đến cái gì nhỉ? Tôi đọc không đúng lắm. Grand Wood, thành phố không ngủ. Và chúng tôi đang đi ăn được luôn. Có phải trà sữa nướng. Đúng vậy. Ơ sao lại tuột xuống? Tí mẹ kêu lại. Không sao, man thoáng. Những gương mặt quen thuộc của chúng ta đâu rồi? Ây da, thằng em Long Tô của mình hôm nay khá quá. Nó có cái áo mới mà không phải áo tôi mua các bạn ạ. Từ trước đến giờ thì tất cả những cái mà đồ mà nó mặc thì đều là tôi mua. Mà nó mặc một cái áo khác rồi. Có phải là cô gái nó mua cho nó không?
Đây một bàn toàn gái xinh. Ôi giời ơi, không quay không được. Có, nhìn thấy ra từ lúc nãy rồi. Rất là xinh. Xin lỗi, tôi đứng bên vỉa đấy. Rất dài. Khung hình tráng luôn. Xinh hả? Từ sáng giờ chưa được kiểu ảnh nào. Xinh quá. Giờ xinh là xinh. Hôm nay chơi team building không có chuột đến đâu mất. Không chuột. Ờ. Công chúa bánh bèo quá xinh, gái quá. Sợ tất rồi vlog. Sao đấy, say sóng hay say nắng? Say xe thì à? À say xe, anh Tuân cũng cưỡi rồi. Ngọc ơi, Ngọc. Mày không nói thì các bạn không biết đâu. Mà sẽ đi đến bản nó tiếp theo. Ở trong cam trắng lắm. Trong cam vừa trắng vừa mịn đấy. Ở ngoài. Các bạn fan vậy chứ? Nhìn nhung đỡ ngon nhỉ? Hả? Không biết cái vlog nào ạ? Ngon quá, ngon quá. Ngon. Ờ, ngon. Béo thằng ngồi cạnh. Béo thằng ngồi cạnh. Tí nữa cái thấy đang ngồi uống cái thằng Dương nó cầm cái kia nó bật đèn SOS. Không biết tại sao SOS. Chưa chị có gì em thông báo. Ừ. Hả? Thôi, tao ổn. Hả? Đủ ba rồi, sáng lắm. Sang mình sang cái mâm gọi là ai cũng thích cái mâm này đấy rồi. Ăn với lắm. Sướng đi nhở. Hôm qua tao mặc baby doll kiểu như thế nhá. Sướng nhất gọi là cái đôi này ấy. Trời, mày lại bắt đầu. Sướng nhất gọi là cái đôi này. Trốn con. Khoai tây không thích điều này. Khoai tây không thích kiểu chúng mày á. Vân Tây xinh thế mà yêu cái thằng tin hin thế nhỉ? Phải ăn cơm chó này. Chị ơi, thế mà màu đỏ xinh không? Từ, đâu trên màu đỏ là? Xinh, sợ là xinh là xinh là xinh là. Sợ, giờ hai đứa xinh, chị em mà xinh à? Đừng quay em đúng không? Bây giờ, ô, tự nhiên mình người ta quay cái gì vậy? Ôi, đây là xinh rồi đấy. Mà mời các bạn ăn nhé. Đúng anh ơi. Chị Yến này. Ê, xinh quá. Chị Yến này xinh rồi. Ngày kia đi ra đây chuẩn bị buổi sáng để đi thuyền. Ngày kia chỉ có ra để cho trẻ con đi safari mà. Được. Mời mọi người đi. Xem vườn thú. Chị ơi, em bảo về rủ đông đông đi để xe nó tốn tiền đấy. Ờ, đi. Em mời. Hình như là ai cũng muốn nói chuyện với mình ấy. Đau bụng. Thúy Anh Trinh, xinh quá. Sáng nay là hồi lỗi kia tập tí thôi. Hôm nay em không ra đây nên em mặc bộ mà nó hơi phèn đi. Hả? Ok. Mặc bộ này hơi phèn á? Đây bộ này hơi phèn. Thế mày bình thường mày vẫn thế mà? Không, em mặc bộ lấp lẻ hơn. Cháu rồi kìa. Cái gì? Ai cáu cái gì? Cháu rồi. Cái gì? À biết rồi, tao biết, tao nói, tao phỏng vấn kín từ bữa nãy rồi. Mình tha cho anh Tuân đi. Mình buổi tối nay cái đẹp đấy. Bấm quay rồi.